Xin chào các bạn nha. Mình đang ở chợ Hạ Long 1, thành phố Hạ Long, Quảng Ninh. Mời các bạn đi thăm chợ hải sản ở chợ Hạ Long 1 này nha. Làm một vòng này. Ngon này. Sống ngon á. Sò huyết này. Ốc hương. Cá thu. Rất rộng. Cực nhiều luôn. Tôm sống. Anh em tôm anh tay ơi, mua để nó ngon thì sống là vô cân tươi nấu người mua cô bán cô bán. Nhiều hải sản luôn, đủ các thể loại. Xong hỏi đấy, phải hỏi cái hiền. Thank you.
chợ chả mực. Chả mực, chả cá. Tôm lừng nha. Nhiều cái này. Chừng. Em.